Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cho tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Hôm qua thì chúng ta đã đón nhận cái sự ra đi của rồng lửa rồi ha. Nhưng mà không sao, nói tiếp rồng lửa thì sẽ có thêm một bé rồng khác nữa đồng hành cùng mình ha. Nhưng mà hiện tại thì đang ngủ trưa rồi. Ban ngày thì chủ yếu rồng sấm sét sẽ ngủ ha, khá là đặc biệt luôn. Một xíu thì mình sẽ chế tạo đồ ăn cho rồng sấm sét ăn cho mau lớn sao. Còn bây giờ thì mình sẽ tập trung vào việc chế tạo những cái dụng cụ phục vụ vào công việc đi khám phá ngày hôm nay của mình. Dự định là mình sẽ chế tạo một khẩu súng có thể đào mỏ nè. Khẩu súng này thì bắt buộc mình phải học về cái mảng mining gạch dịch nè. Đòi hỏi là chúng ta sẽ tốn thêm một mớ ngôi sao kiến thức đây. 10 ngôi sao kiến thức lận. Và để sạc được cái này thì mình cần phải dùng một cái khói, nó cũng liên quan tới cái RF Tool Power nữa. Vậy là mình sẽ tốn thêm 6 cái ngôi sao kiến thức. Tổng cộng là 16 ngôi sao kiến thức lận nha. 16 cái rồi nha. Hơi bị tốn kém đó, nhưng mà phải đầu tư chứ biết sao giờ. Và sau đó là sử dụng ngôi sao kiến thức để học thôi. Với 16 điểm này thì mình vừa đủ để học hai cái mình vừa nêu trên rồi. Đầu tiên là Mining Gadget nè. Tiếp theo là RF Tool Power. Xong. Với khẩu Mining Gadget này thì mình sẽ cần có 3 phôi netherite nè. Một cái Plank Upgrade Module. Ồ, cái này mình cần phải chế tạo rồi. Làm cái Plank Upgrade Module trước nha. À, một cái thôi, đúng duy nhất một cái. Mấy nguyên vật liệu khác thì hầu như thì mình đã có rồi ha. Nên chỉ cần ấn công thức này là chúng ta sẽ tạo ra được một khẩu Mining Gadget MK3 ha. Wow. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có dùng được. Nó chưa có điện á. Bắt buộc là mình phải sạc điện cho nó rồi. Và để sạc điện nó thì mình sẽ cần một cái máy làm điện từ than ha. Cái này thì khá là rẻ luôn. Đầu tiên là làm trước hai cây đuốc nè. Sau đó mình sẽ làm cái frame machine ha. Và cuối cùng là công thức của cái coal generator. Rồi. Xong. Giờ thì đặt cái máy này bên đây đi. Hợp lý nè. Mình sẽ cho khẩu súng này vô đây. À khoan. Trước tiên là mình phải cho than vào nữa. Tại vì mình cần than để cung cấp điện cho cái máy đó. Quên nữa. Đó. Khi mình cho than vào thì nó sẽ tạo ra điện năng ở bên đây nè. Wow. Thích đó nhờ. Đó. Và điện năng từ cái máy này sẽ bắt đầu truyền từ từ vào khẩu súng của mình á. Wow. Thích thiệt đó chứ. Nhưng mà cái quá trình sạc này có vẻ là hơi lâu ý nhờ. Có vẻ sạc hơi lâu á. Trong lúc chờ đợi sạc cái khẩu súng đào mỏ của mình thì mình sẽ chế tạo những cái nâng cấp ha. Nhưng mà để nâng cấp được thì mình cần phải có một cái bàn nâng cấp nè. Cái bàn này thì công thức cũng rẻ thôi. Mình sẽ làm cái bàn trước đi. Thêm một cái Plank Upgrade Module nha. Rồi chế tạo cái bàn nâng cấp. 11 là cái nhà mình toàn máy móc không á. Và cái máy này thì mình sẽ đặt ở ở trên cái thùng kia đi. Đó, công việc còn lại là cho cái khẩu súng vô đây để nâng cấp thôi. Và tiếp theo là mình sẽ chế tạo những cái mảnh nâng cấp nè. Nó có rất là nhiều loại nâng cấp cho mình có thể lựa chọn luôn. Từ nâng cấp hiệu suất nè. Ôi, mình nghĩ cái này nó sẽ rất là cần thiết đây. Ôi, càng ngày nó càng cần nhiều redstone. Và hiệu suất cấp 5 thì nó sẽ tốn tận 8 khối redstone lận. Nhưng mà phải đầu tư ha. Ngoài ra thì mình còn có thể nâng cấp gia tài cơ. Nâng cấp gia tài thì nó sẽ cần ngọc lưu ly. Hình như mình sắp hết lưu ly rồi. Mình hết lưu ly rồi. Hiểu luôn, bây giờ chúng ta phải đi đào rồi. Nè, cái súng mình nó sạc được một ít rồi nè. Wow, giờ là có thể dùng được rồi đó nghe. Còn mình cầm con súng nè. Nhìn cũng vip quá chứ. Giờ mình sẽ đào thử coi. Nè. Wow. Được quá ta, bắn giùm. À không, bắn con nhện không được. Nó chỉ dùng để đào block thôi nha. Đã thiệt. Mình sẽ thử nâng cấp hiệu suất cho nó xem. Nâng cấp nó cho một ít hiệu suất nha. Hiệu suất cấp độ 5. Đó, vậy là bây giờ của mình đã có hiệu suất cấp 5 rồi.
Tiếp theo là mình sẽ cho nó gia tài cấp độ 2 luôn. Rồi nha. Giờ không biết là đào nhanh hơn hồi nãy tí tẹo nào chưa. Thử coi. Ồ, nhanh, có vẻ cũng nhanh hơn thiệt nè. Được quá ta. Chắc mình sẽ thử đào, đi đào quặng trước đi. Ngoài ra thì mình còn có thể chỉnh cái khả năng đào của nó cơ. Cái này là cái tầm đào hay sao nè. Mình sẽ thử chỉnh tầm đào 1 coi. Ồ, tầm đào 1 thì mình sẽ đứng rất là gần thì mình mới đào được ha. Như vậy thì không tốt tí nào, mình sẽ chỉnh xa lên xíu để mình có thể với nó xa hơn. Còn ở đây mình có thể chỉnh kích thước, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có nâng cấp cái kích thước đào ấy, nên mình chưa có chỉnh kích thước được. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cày thêm Luli để có thể nâng cấp cái một vài dòng khác cho nó ha. Ở dưới cái hang rồng lần trước thì còn khá là nhiều quặng nè. Đó, mình sẽ tranh thủ mình xuống mình đào. Ôi, cũng được quá nè. Xịn xịn xịn. Luli, đây đây đây, Luli nữa nè. Wow, bắn cái là bể liền à. Thích thiệt cái chứ. Đào mỏ là bình thường rồi, bây giờ mình là đi bắn mỏ. Dùng súng đi bắn mấy cái quặng ha. Ôi. Ô ô ô, lâu lâu cũng có bắn hụt nha. Nó phụ thuộc khá nhiều vào tay nghề á. Mình thấy nó có một cái nâng cấp tên là nâng cấp 500 nè. Nó cũng tương tự với cái cục 500 của mình thôi. Là khi mình đào quặng nó sẽ tự hút vào kho đồ mình ha. Mà mình thì có 500 rồi nên chắc mình sẽ không có chế tạo cái nâng cấp đó đâu. Mình sẽ dành mấy cái nguyên vật liệu khác để chúng ta nâng cấp những cái dòng tốt hơn chẳng hạn. Mình đào, và nãy giờ thì mình đào cũng được khá là nhiều luli rồi. Chắc mình sẽ trở lên trên để chúng ta tiếp tục công việc nâng cấp cái khẩu súng đào mỏ của mình đấy. À mà trước tiên để mình lấy cái nâng cấp gia tài 2 để mình nâng lên gia tài 3 ha. Đây, gia tài 3 luôn. Và đây rồi, cái dòng nâng cấp tăng cái diện tích đào ở đây rồi. Rồi, còn nâng cấp nào tốt nữa không ta? À, nâng cấp cái tầm bắn nè. Nâng cấp này cũng khá là cần nha. Trước mắt là mình đã có được mấy cái nâng cấp rồi. Có được 4 cái nâng cấp rồi hả ta? À, còn một cái nâng cấp mình thấy nó rất là hay nè, đó chính là nâng cấp pin. Nâng cấp cái năng lượng mình có thể nạp vào. Ồ, đúng. Phải nâng liền mới được. Xong, như vậy thì cây súng của mình có thể nói là khá là xịn rồi ha. Wow, giờ thì công việc còn lại của mình là sạc pin cho nó thôi. Nó coi cà nó rút điện quá trời rút luôn. Trời đó coi nó rút kìa. Nó rút tuột không phanh cái máy tạo điện của mình. Wow, căng rồi. Mà mình muốn test thử một cái nữa quá. Nãy giờ mới nâng cấp các thứ rồi, giờ mình test thử coi. Ôi, mình đứng đây mà mình bắn tới đằng kia luôn nè. Ôi trời trời. Quá là VIP luôn. Từ đây mình bắn tới cái gốc cây luôn nè. Đó, đỉnh thiệt chứ. Không uổng công nãy giờ mình ngồi ở nhà mình lọ mọ mình chế tạo. Được, quả súng đáng đồng tiền bắt súp ghê. Sạc đi, sạc cho nó đầy đầy pin rồi chút xíu chúng ta sẽ mang đi trong cái quá trình săn kho báu của mình ha. Mình nghĩ là nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho mình đó. Nãy giờ thì mình ngồi đợi cái mining gadget này nó sạc cũng khá là lâu rồi ha. Bây giờ được 3 triệu mấy rồi nè. 3 triệu mấy năng lượng chắc cũng đủ để dùng một khoảng thời gian rồi đó. Nên bây giờ mình sẽ cầm nó để đi khám phá ha. Mình nghĩ nó sẽ khá là tiện lợi hơn so với cái cây ba sao của mình á. Tạm thời cất ba sao một hôm đi. Đổi sang cây này dùng coi coi thấy có ổn hơn hay không. Và chuyến đi này thì mình sẽ qua cái thế giới bằng khối hắc diêm thạch khóc để chúng ta cày thêm những cái phôi netherite ha. Hôm nay mình chế tạo cũng tốn khá là nhiều á nên mình sẽ cần cày thêm. Ủa nhưng mà what the heck? Ủa? Như vậy là có một bác thương nhân dân làng đã lạc qua đây rồi. Lạc đà của bác ấy nè. Yêu, nguy hiểm rồi. Chưa, để bây giờ mình chỉnh cái tầm cái đó. Đó, bây giờ mình có thể chỉnh được cái tầm. Ủa, cái kích thước bắn đây nè. Mình có thể bắn được diện tích là 3x3 luôn. Ôi da. Ôi, gì đây? Gì hung dữ vậy? Ủa, nhưng mà sao không đào này được ta? À, phải đè một lúc cơ. Kiểu như đất ở đây nó hơi cứng nè. Ồ, ra là vậy ha.
còn thử với gỗ coi. Ui, gỗ bên đây cũng khá là cứng luôn á. Kia rồi, bay nãy giờ cũng mỏi cả cánh luôn á. Mới gặp được một cái công trình nè. Giờ tranh thủ, mình sẽ test thử cái khả năng đập lòng spawn của cái khẩu súng này coi. Coi nó có thực sự hiệu quả hay không. Nhưng mà trước mắt thì để mình tiêu diệt bớt dân làng cái đó. Ở đây hơi đông dân làng nha. Đi ra bớt đi. Ô, hình như cái cung này bắn xuyên qua được nhiều mục tiêu hay sao vậy? Rồi. Ôi không. Cái khẩu súng này không thể là đập được lòng spawn. Oh no. Mình vẫn phải cần một cây cúp để chúng ta đập lòng spawn nha. Ây da. Suýt nữa thì toàn rồi. Vậy là cái khẩu súng này chỉ có thể dùng để đào block thôi ha. Chứ nó không thể đập được lòng spawn. Là mình cứ tưởng. Vậy là mình quá ảo tưởng rồi. Ủa? What the heck? Còn cái rương nữa đâu? Trời ơi, cái công trình bị cái cây này che hết một cái rương rồi. Thiệt luôn á. Mà trước khi về thì chắc mình sẽ dẫn lạc đà của dân làng thương dân về luôn quá. Đã giúp thì giúp cho chót luôn đi. Mình không cứu được dân làng thương nhân thì mình sẽ cứu lạc đà của người đó ha. Đi vô trong đi. Thiệt luôn á. Rồi. Mình có cọng dây không ta? Mình không có cọng dây rồi sao dẫn vô trong nhà ta? Tạm thời mình sẽ đập cái. Được á nha. Được á, ý thức á. Để mình sẽ vô nhà mình lấy cái cọng dây cái đã. Mình có cọng dây không? À có nè, mình có cọng dây nè. Hợp lý. Rồi, vô. Nguy hiểm rồi đó, nguy hiểm lắm á. Rồi ở đây đi nha. Chịu khó ở đây đi, ban đêm chịu khó cho mấy con zombie nó sạm sỡ một xíu thôi. Tại mình mặc dù mình cắm mấy cây đuốc bự như vậy nhưng mà zombie nó vẫn mò lại được á, mình không hiểu sao luôn. Nhưng mà chắc cũng không tới nổi đâu. Gán chịu nha lạc đà. Còn bây giờ thì mình sẽ cất số đồ mà kiếm được bên thế giới vừa rồi vô trong đi ha. Để chúng ta chuẩn bị cho cái hành trình đi săn kho báu của mình. À mà trước khi đi săn kho báu thì mình sẽ cho rồng mình ăn cái đã. Thức rồi nè. Ngủ từ hôm qua tới giờ mới chịu thức. Rồi, ăn thêm 19 phần ăn nữa đi. Ê, giờ đã 60 ngày tuổi rồi nha. Ui, nhưng mà càng bự thì càng nguy hiểm. Mình phải làm liền một cái Dragon Horn thôi. Giờ rồng mà nhúc nhích nhẹ một cái là cái nhà mình nó sập liền á. Rồng bự rồi. Phải thật là cẩn thận. Chế tạo đồ nghề các thứ mới được. Thêm một cây gậy rồng nữa. Rồi nha. Bữa nay là chúng ta sẵn sàng để đưa rồng sấm sét đi quẩy rồi. Công việc còn lại của mình là lấy viên đá kho báu thôi. Hồi hộp quá. Tại vì nhiệm vụ của mình hôm nay là phải bảo vệ rồng sấm sét nè, không để tình trạng hôm qua diễn ra thêm một lần nữa. Mình tin là mình có thể làm được. Lúc đầu á thì mình cũng tính hồi sinh kiểu như là Eternal của mình lại, nhưng mà không được. Mình chỉ có thể lựa chọn một là cho rồng đi theo, hai là cho Eternal thôi. Không thể cùng lúc đưa cả hai theo á, nên quyết định rồi. Mình sẽ đưa rồng thấy không? Cho Eternal ở nhà thèm thuồng đi khám phá luôn. Bữa nay đi cùng với rồng nào. Mà chưa. Rồng mình chưa có giáp gì hết. Như vậy thì sẽ rất là thiệt thòi. Không được. Mình sẽ sắm cho rồng sắm xét một bộ giáp kim cương. Để có thể sát cánh cùng mình an toàn hơn và mạnh mẽ hơn. Đây. Giáp kim cương cho rồng sắm xét nha. Mặc vào nè. Quần giáp luôn. Mặc vô nhìn chất tuyệt sự ý chứ. Không kém cạnh gì rồng lửa lúc trước đâu nha. Được đó. Có nên cho rồng kiểu như là khởi động trước khi đi khám phá không nha. Mình nghĩ là nên đấy chứ. Đi khởi động nhẹ cái rồi chúng ta sẽ đi qua thế giới kho báu ha. Mình kiếm con nào gần đây mình khởi động coi. Có con nào gần đây cho rồng sấm sét khởi động không? Đây, thấy rồi, đối tượng tình nghi. Này thì zombie nè. Úi dồi. À, con này tính cà khịa ai? Tính cà khịa ai? Giỡn mặt hả? Nướng cho đen thui thù lùi luôn. Giỡn mặt hả? Không tấn công được con này ta.
Ui con này hết rồi, con đó gồng sấm sét phun, sấm sét không xi nhê luôn. Nhện dưới xương các thứ đâu nè. Đó. Mình phun nhẹ cái là xỉu liền. Ồ, có một vài con thì rồng sấm sét không có thể tác động lên nó được ha. Rồi, khởi động sơ qua rồi chúng ta đi được rồi đó. Sẵn sàng nha, rồng sấm sét. Hãy chuẩn bị cho một trận chiến thật là căng nào. Giờ thì lên đường thôi. Wow, 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 cánh cổng lần này toàn là cái hiệu ứng xấu thôi. Xui xẻo. Bị quýnh đau hơn nè. Tăng độ khó. Trời đất ơi. Nhưng mà được cái là cho mình thêm thời gian á. Có được mỗi cái đó là tốt thôi. Nè, ở đây có cái quặng netherite nè. Mình sẽ thử cái khả năng đào của cái cây súng mới của mình. Coi nó đào quặng. À, nó đào cũng khá là nhanh á. Nhưng mà bây giờ đang bị dính xui xẻo nữa, quên ta. Lút cũng né né ra nha. Lút gần quá nó nổ cho banh xác đấy. Ở đây còn cái rương nữa. Ui. Ôi, bây giờ zombie nó tiến quá thêm một cấp rồi. Nó biết trèo dây xích lên nè. Đi xuống. Đi xuống. Chèo chèo cái gì? Đó, 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 đó. Ui trời ơi, nó nổ. Ủa, đó là khói gì ta? Khói này là... Trời ơi, khói bê tông lục lam. Mình tưởng cái khói... kim cương kho báu. Cái màu nó cũng y ran luôn á. Quê xệ thiệt chứ. Ok. Ui ui ui. Không đùa đâu. Bây giờ một con quái đánh mình cái là một khúc máu. Oh my god. Nguy hiểm thiệt sự. Với cái đà này thì một hồi đánh boss thì sao ta. Không dám tưởng tượng luôn. Mấy con zombie con thôi mà nó đánh một cái nửa cây máu rồi. Oh my god. Nữa nè. Đi ra chỗ khác. Lần này có vẻ tìm mấy phiến đá hơi khó hơn mấy lần trước á. Nãy giờ mất gần 10 phút mới tìm có đúng một phiến thôi. Căng rồi. À, phiến đá thứ hai. Thêm phiến đá thứ ba nữa. Ôi, hình như mình có nhìn nhầm không ta? Con xương nó cầm mũi tên TNT kìa. Mình chơi với nó luôn. Định bắn mũi tên TNT mình hả? Mình không có sợ đâu. Đừng 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 đừng. Ui chú cho. Hình quá hình quá. Cả đống TNT nổ mà không sao. Ừ, có thêm căn phòng thử thách tìm khói nè. Được quá ta. Ủa gì đây? Đó đó đó. Những con zombie hoặc là những con NPC nào mà cầm kiếm ấy, nó đánh cực kỳ thốn luôn. Có khi có con nó đánh một cái nửa cây máu mình cũng có luôn. Nên phải thật là cẩn thận với những cái con đó ha. Lần này thì nó cần 3 vàng, 3 xanh lá cây và 2 màu hồng ha. Bây giờ mình thấy cái cây kiếm lửa mình nó có một cái bất tiện rồi. Là khi mình đánh những cái con mà nó bị cháy ấy, nó đánh mình cũng bị cháy nữa. Hoặc là mai mốt mình sẽ tìm cách để mình kháng lửa ha. Chứ như vậy thì thấy nó hơi bất tiện. Đây rồi, đủ luôn nè. Thiệt tình nãy giờ tìm cái màu hồng hơi bị lâu rồi đó. 2 hồng, 3 xanh, 3 vàng. Rồi, lượm cục kéo. Yes. Ôi nhưng mà tính ra bây giờ mình lại phải cần tới cây cúp à. Chế cây súng cho đã gốc cục nó không có đào được mấy cái rương bên thế giới kho báu cũng như không à. Ồ, cũng chất quất luôn. Ừ, có được một mảnh rìu nè. Ôi trời ơi, tính ra nãy giờ mình lút được đúng một cái mảnh rìu thôi, không có mảnh giáp nào luôn á. Chù choa. Mà còn tới 3 cái phiến lần đó ta. 3 phiến đá cổ nữa. Phiến đá thứ 4 rồi nè. Phiến đá thứ 5 luôn. Rồi luôn, tới phiến đá cuối cùng luôn. Nó nằm sát bên cái phiến đá thứ 5 á. Cũng là căn phòng này. Ai cha cha, ai cha cha, căng á. Chuẩn bị mũi tên các thứ đồ thêm đi. Chuẩn bị tác chiến nha. Ăn thêm mấy cái trái táo để có thêm trái tim hấp thụ nè. Làm tầm 5 trái cho đỡ sợ trước đi ha. Rồi tính tiếp. Ôi, nữa 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 nữa. Trước khi đánh boss đừng có cấu rỉa máu tôi dùm cái nghe. Rồi, mình sẽ để cái này qua bên, mình sẽ kêu rồng ra. Nice. Kèo căng, kèo căng. Chuẩn bị tác chiến thôi rồng ơi. Vô. Kích hoạt boss lên. Rồi 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 rồi.
Cố lên nha, cố lên nha Đồng. Cắn nó cưng. Ủa nó đâu rồi? À nó bị bay qua đây. Ừ phun sấm sét nó. Cố lên, cố lên Rồng. Ừ ăn thịt nó. Cố lên. Mình sẽ hỗ trợ Rồng mình. Ừ ăn thịt nó. Ôi trời ơi, không, không ăn thua. Con này nó mạnh quá. Ừ ăn thịt nó không. Hay lắm. Rồng gán dịnh nó lại cho mình quýnh không được. Ê du. Nó có đồng minh ghê quá. Ôi trời ơi, con nó chặt kìa. Nó chặt thì ôi trời ơi luôn. Con này mạnh quá. Cố lên. Mình và Rồng có thể làm được. Đúng rồi, dịnh nó lại. Cố lên Rồng. Ai. Ờ quên, nãy giờ quên, mình quên bật kỹ năng ram bay mình lên. Tăng đam các thứ rồi chứ. Ừ, gắng gây sự chú ý đi Rồng. Rồng chỉ cần gây sự, ừ, gây sự chú ý đi. Mình sẽ đi chặt nó. Rồng gây chú ý rồi mình sẽ chỉ có nhiệm vụ là chặt nó thôi. Wow, mình đem Rồng theo đúng là một lợi thế luôn. Nó đang bị mất tập trung nè. Mình sẽ có thời gian để tấn công nó. Ê rồi. Phải hết nữa thôi. Được không? Cố lên, yes. Hay lắm Rồng ơi. Rồi, bây giờ mình cần phải bay lên để dẫn Rồng về. Rồi. Một sự phối hợp. Phối hợp rất là nhịp nhàng từ mình và Rồng á. Thì có điều là, ô, nhưng mà công nhận bộ giáp mình cũng bền đấy nha. Nãy giờ nó quýnh mình như vậy mà bộ giáp mình vẫn còn y nguyên này. Giáp đỉnh, giáp đỉnh. Rồi, còn giờ thì cùng nhau chiêm ngưỡng kho báu lần này chúng ta mang về. Sẽ bao gồm... Ôi, không có cái áo mới nào hả? À, nó cho cái nón thì cũng ok đi. Mình đang tìm một cái nón mới nè. Chắc mình sẽ tranh thủ mình mở luôn cái nón này nha. Để chúng ta tìm kiếm một cái nón xịn hơn á. Chứ bây giờ mình yếu quá, con zombie hồi nãy nó quýnh mình sắp mặt luôn á. Rồi, cùng nhau mở cái nón mới này coi. Ừ, nó cho mình một cái nón đầu lâu. Ồ, chu choa. Coi này, cái nón đầu lâu. Nhìn cũng ngầu lắm. Và nó có hai cấp luôn hả? Ê, điện giật, điện giật. Đừng, đừng, đừng. Ây du. Cẩn thận, cẩn thận. Điện giật, đi ra. Trời đất ơi. Đập, 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 đập. Quên, quên, quên. Chút xíu nữa điện giật chết. Chết Will Strider rồi. Cẩn thận nha, nhà dây điện không đó. Có chừng. Giờ thì mình sẽ lấy một ít cái Wutach Gem. Mình sẽ làm thêm, làm thêm vài cái Wutach Gem để mình nâng cấp đồ các thứ. Đây, mình sẽ nâng cấp cái nón đầu lâu mới lượm được ha. Ồ, nó cần hai cấp lần hả ta? Nó sẽ được những cái chất lượng gì đây? Nó cộng thêm một giáp. Được. Cộng thêm giáp là thấy ok rồi nè. Vậy là bây giờ cái nón mới của mình nó có vẻ là xịn hơn cái nón cũ rồi đó. Mà nhìn nó còn ngầu nữa chứ. Ngày càng thì giáp mình có vẻ ngày càng ngầu hơn rồi. Quá tuyệt vời luôn. Mà không biết sao trận chiến vừa rồi thì Rồng mình mất bao nhiêu máu đây. Ê, đừng, 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 đừng. Ui, ẩu, ẩu, ẩu rồi, ẩu rồi. Đáp xuống, đáp xuống. Mình phải cho mình ở chế độ ngồi mới được. Chứ đi lung tung một hồi là sập nhà anh. Từ từ bình tĩnh lại. Rồi, ngủ đi. Nuôi Rồng cũng hồi hộp thực sự. Đôi khi không nghe lời phát là đi luôn cái nhà mình đó. Nãy giờ thì Rồng mình mất cỡ 100 máu lận. Trời đất ơi. Ăn cho hồi phục lại nha. Thương quá à. Chắc mình phải gán cày thêm cấp cho Rồng mới được. Bây giờ thì chỉ mới có 250 máu thôi á. Thôi giờ thì cho Rồng nghỉ ngơi đi. Nãy giờ chắc chiến đấu mệt rồi đó. Còn bây giờ công việc của mình á là vô trong để cùng nhau unbox những cái rìu nha. Hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều những cái mảnh rìu mà mình chưa có mở luôn. Nên hôm nay thì sẽ dành thời gian ra mở nè. A few moments later. Ok. Sơ qua thì chúng ta sẽ được rất là nhiều rìu khác nhau nè. Cho vô thùng ha. 11 là bộ sưu tập rìu, mình sẽ có đủ bộ luôn cho xem. Còn về kiếm thì sao? Thử coi, với những thanh kiếm thì chúng ta sẽ có những thanh kiếm như thế nào.
Ngoại hình thì mình thấy có vẻ là nó khá là đẹp đấy, nhưng mà sức mạnh thì chưa biết được. Sao bị trùng rồi? Nhưng mà có vẻ kiếm thì không được mạnh cho lắm ha. Cấp khá là dởm luôn. Bây giờ mình đã có thêm những cái phôi netherite rồi, nên mình có dư giả để làm những cái đe xịn giống như vậy. Đây là được gọi là cái đe chìa khóa, dùng để đập ra những cái chìa khóa chuyên dụng ha. Mình sẽ làm trước cái đe thường nè, rồi sau đó mới nâng thành cái đe bằng netherite. Mình sẽ đặt nó kế bên cái bàn chế tạo luôn. Nó nhìn trên cái đe kìa, nó có cái khuôn để chúng ta dập chìa khóa đấy. Và bây giờ là mình chỉ cần kiểu như là chế tạo thật là nhiều những cái chìa khóa mẫu thôi. Cái này thì được chế tạo chủ yếu là từ những cái mảnh chìa khóa kết hợp với cái cây mau ha. Ok, mình sẽ làm thêm một ít cái Black Opa đi. Rồi chế tạo thành cái Netherite Cluster ha. 5 cái. Rồi sau đó mới làm 5 cái cây mau. Và cuối cùng là làm thành cái chìa khóa thôi. Đó, công thức của nó chỉ đơn giản là như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ cần có những cái mảnh cluster ha. Đây, có rất là nhiều loại cluster luôn. Và trong rương của mình thì mình sẽ có được 5 loại. Mỗi thứ thì mình sẽ làm được một cái chìa khóa khác nhau ha. Rồi, giờ thì chế tạo thôi. Đầu tiên là chìa khóa màu vàng nè. Tiếp theo là chìa khóa màu xanh, có một chút đỏ. Rồi tới chìa khóa màu xanh lá cây, chìa khóa màu xanh đọt chuối. Và cuối cùng là chìa khóa màu hồng nam tính á. Đã. Vậy là bây giờ chúng ta có chìa khóa mang theo khi mà đi khám phá rồi. Một xíu gặp mấy căn phòng mà bị giấu rồi có cánh cửa là tới công chuyện với mình nữa. Chắc mình đi chập 2 luôn đi nha. Mình nghĩ là mình nên lấy đá kho báu rồi đi chập 2 đi. Đây mình còn 3 viên. Đúng không ta? Đúng rồi, mình còn 3 viên à. Giờ dùng một viên là còn 2 viên thôi. Lại phải sắp đi săn thêm kiểu như là đá kho báu rồi. Ôi rồng. Ui, đi đâu vậy? Quay. Trời ơi, ban ngày thì ngủ nướng, ban đêm thì đi quẩy. U là trời, gồng hư hỏng quá à. Bắt lại mới được. Một xíu thì còn giúp mình chiến đấu nữa chứ. Bây giờ mình có rồng cũng giống như là chiến binh thứ hai trong đội của mình vậy đó. Phụ giúp mình nhiều lắm. Giờ thì đi thôi. Cánh cổng lần này cho mình may mắn nè. Yes. Nhưng mà mình bị thêm rương 7 với lại có thêm lòng spawn các thứ nha. Cũng khá là nguy hiểm đó. Trong đây nó có chìa khóa cái căn phòng bí ẩn đầu tiên nè. Yes. Tiệc cứu mèo. Rồi mình tới cái chìa khóa đâu? Đây là cánh cửa có hai màu, tương ứng với chìa khóa hai màu của mình ha. Mình sẽ mở ra và lụm kho báu thôi. Thời tới. Tranh thủ liền. Để coi. Wow. Trong đây nhiều quặng ấy. Được, lấy hết. Tiếp theo là mở rương nè, quan trọng là cái rương thôi. Rương sẽ cho mình... Cho đồ gì hơi bèo nha. Nhưng mà thôi lụm luôn. Tại vì tốn cái chìa khóa mới chui vô đây được nên mình sẽ lụm sạch xanh luôn á. Rồi, còn phía trên thì sao? Ở phía trên nó còn thêm một cái rương nữa. Đây là cái rương thứ hai trong căn phòng này. Cho mình một cái quần. Vậy là một xíu về chúng ta lại có thể có cơ hội kiếm được quần xịn tiếp rồi. Và sau khi quét sạch những cái rương thì bây giờ chúng ta sẽ quét sạch luôn mấy cái quặng ha. Đã lấy là phải lấy cho sạch. Còn gì nữa không? Có vẻ là còn cái nịt. Trong đây còn cái nịt. Còn hai cái đe à, lụm luôn. Xin hết. Rồi, giờ thì chúng ta tiếp tục đi săn kho báu thôi. Rồng băng. Oh my god. Lần đầu tiên mình gặp rồng băng. Còn gì, người gì nữa đây? Người gấu hả?
What the heck? Gì vậy không bắn? Láo tét hay không bắn? Ui rồng sấm sét mình đâu rồi? Cứu giá rồng sấm sét ơi. Cứu 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 cứu. Ui con rồng bắn này mạnh vậy. Ây da ây da ây da. Ui vô chui 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 chui. Ui sao rồng sấm sét bỏ mình rồi? Rồng sấm sét cưng đâu rồi? Ui sao bây giờ mình bị gì hả? Ui mình bị gì mà mình nhìn được xuyên tường luôn kìa. Ở hết rồi. Chưa để bây giờ mình đi bắt rồng mình lại cái đó. Ê đứng lại. Ôi anh em cây khế với nhau mà chơi bỏ nha. Hư lắm nha rồng. Đứng lại. Giận vô gì mà bỏ vậy. Ôi anh em cây khế với nhau mà chơi bỏ vậy là hết anh em cây khế luôn rồi. Thành anh em cây chuối luôn rồi. Hên là mình vẫn còn đủ bình tĩnh cũng như là sức mạnh để chúng ta xử được cái con rồng băng đó nha. Không là đi mình rồi. Rồi giờ thì chúng ta sẽ quay lại để loot xác con rồng băng này. Wow. Đây là con rồng băng đầu tiên mà mình kiểu như gặp được luôn á. Và nó cho mình như vậy đây. Ồ có 17 thôi, rất là ít ha. Nhưng mà được cái đầu thì khá là hiếm nè. Còn hồi nãy mình gặp cái người gấu hay sao á. Hú hồn luôn. Đâu lù lù lại định quýnh mình hay sao ấy. Địa bàn này tôi quản lý, ai cho chăn cừu trái phép ở đây. Xử lý em rồng. Xúc hắn. Ôi da, thanh niên một mắt này. Lì vậy. Rồng mình bận ngủ trưa rồi. Một mình quýnh lại không ta. Xúc luôn sợ gì bệnh gì cử. Vô. Ây da, hết mũi tên rồi. Giáp lá cà luôn. Mạnh mà sợ gì. Ê. Thôi nghỉ, dẹp dẹp dẹp, không chơi nữa. Trời đất ơi. Tập game hay sao mà găng khỏe thế. Gặp một cái còn có hai trái tim à. Chu choa mà ơi. Hồi đây là căn cứ gì mà xây dở dang vậy. Oh oh. What the heck. Căn cứ gì xây có phân nữa vậy. Đáng lý ra là mình sẽ đi khám phá thêm á, nhưng mà hiện tại đi ban ngày thì rồng của mình lười lắm, toàn là ngủ thôi, không có hỗ trợ mình á, nên cũng về sớm á cho rồng ngủ đi, ví dụ tối rảnh thì mình dẫn rồng đi khám phá cũng không có muộn ha. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chế tạo ra được một cái khẩu súng đào mỏ, mình thấy nó cũng tương đối là ok đấy. Nếu mà nó đào được những cái rương ở bên thế giới kho báu thì sẽ tuyệt vời hơn, nhưng mà nó không thể các bạn à. Nhưng mà không sao, dù sao thì nó cũng hỗ trợ mình khá là tốt ha. Ngoài ra thì mình vừa mở thêm được một cái nón mới. Nhìn thì có vẻ là rất là ngầu luôn nè. Trong tương lai mình sẽ gán tìm cái áo chung với cái set giáp này ha. Để coi coi một set đồ như vậy thì nó sẽ trông ra làm sao. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ mở ra nó. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi tương đối là ổn không ngay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến đi kế tiếp cùng với những cái món đồ xịn sò hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.